Trong cuộc họp báo trước trận chung kết Cúp FA giữa Man City gặp MU lúc 21 giờ tối ngày 3 tháng 6, huấn luyện viên Pep Guardiola trách huấn luyện viên Mourinho đã gián tiếp gây ra sự cố trọng tài Anthony Taylor và gia đình bị hành hung. "Tôi rất lấy làm tiếc về những hình ảnh mà tôi đã thấy khi xảy ra với Anthony Taylor. Hy vọng tình huống như thế này sẽ không xảy ra nữa," huấn luyện viên Pep Guardiola nói khi được hỏi về sự cố sau trận chung kết Europa League. Huấn luyện viên Mourinho, AS Roma, có nhiều phản ứng không hay. Huấn luyện viên Mourinho hiện cũng bị Liên đoàn bóng đá châu Âu, UEFA, buộc tội đã xúc phạm trọng tài Anthony Taylor. Câu lạc bộ AS Roma và Sevilla thi đấu trận chung kết Europa League cũng bị tuyên phạt khi để cổ động viên và cầu thủ ném đồ vật, đốt pháo sáng và có những hành vi không phù hợp khác. Sự cố gây nhiều lo ngại nhất bắt nguồn từ những phản ứng của huấn luyện viên Mourinho đã kích động đến một nhóm cổ động viên AS Roma quá khích. Nhóm này đã chặn đường, lăng mạ và hành hung trọng tài Anthony Taylor cùng gia đình tại sân bay Budapest, Hungary. Sự việc này khiến một loạt tổ chức lên tiếng phản đối, trong đó có ban tổ chức giải ngoại hạng Anh, UEFA. Cả huấn luyện viên Pep Guardiola cũng chỉ trích với hàm ý trách huấn luyện viên Mourinho đã mất kiểm soát để dẫn đến tình huống quá xấu xí. Huấn luyện viên Mourinho đối mặt án phạt nặng của UEFA với khả năng bị cấm chỉ đạo đến 6 trận. Liên quan trận chung kết Cúp FA, huấn luyện viên Pep Guardiola đưa ra đánh giá đề cao đối thủ câu lạc bộ MU, bản thân trận chung kết đã là một điều rất khác biệt. Hơn nữa, MU đã có nhiều thay đổi trong 4 hoặc 5 tháng trở lại đây. Huấn luyện viên Erik ten Hag đã giúp đội bóng này tiến bộ rất nhiều. MU đang có một huấn luyện viên xuất sắc và có thể trong nhiều năm nữa. Man City rất mong muốn vô địch Cúp FA, danh hiệu chúng tôi chưa sở hữu kể từ năm 2019. Về đội hình thi đấu của Man City ở trận chung kết Cúp FA gặp MU. Huấn luyện viên Pep Guardiola xác nhận sẽ sử dụng thủ môn dự bị Stephen Ortega bắt chính như đã từng sử dụng thủ môn này thi đấu các trận đấu cúp ở giải trong nước. Thủ môn chính Ederson sau giải ngoại hạng Anh sẽ bắt chính trận chung kết Champions League giữa Man City gặp Inter Milan lúc 2 giờ rạng sáng ngày 11 tháng 6 tới.